Để thịt bò thêm béo bùi, hãy chuẩn bị một ít đậu phộng băm nhuyễn và thịt mỡ sắc nhỏ nhé. Cho thịt bò và thịt mỡ vào tô, thêm vào một ít giò sống, rồi một ít đậu phộng. Giờ thì ướp với hành tím băm, tỏi băm, hành phi và ngũ vị hương. Trộn đều cho tất cả hòa quyện vào nhau. Sả cây đem đi cắt khúc rồi quấn đều thịt bên ngoài. Những khúc thịt nhìn chất lượng chưa kìa. Dì hai sẽ khéo léo bọc thêm một lớp mỡ dài ở bên ngoài. Lớp mỡ này không chỉ giúp cho giữ được độ ẩm của thịt mà còn giúp tăng thêm hương vị của món ăn. Bây giờ thì đem thịt đi nướng thôi. Không biết các bạn khán giả thì thấy thế nào chứ ekip thì chẳng thế nào rời mắt trước sự quyến rũ của những khúc thịt đặc chín vàng. Và còn cả mùi thơm đang lan tỏa ở đây nữa nè. Cắn một miếng là cảm nhận được phần thịt bò mềm béo lẫn vào một chút bùi bùi của đậu phộng. Tất cả được bao trọn bởi mùi sả nồng nàn. Gấp một miếng bò, thêm một miếng bánh hỏi, rồi chấm ngập trong nước mắm chua ngọt nữa thì còn gì bằng. Không gì ngon lành mà dễ làm hơn món gỏi. Gỏi bò bảy núi là sự kết hợp giữa bắp bò tươi ngon và các loại rau đậm mùi đậm vị. Lần lượt cho từng loại vào tô trộn gỏi. Đã là gỏi thì không thể thiếu chanh. Món gỏi sẽ đậm đà với các loại gia vị ớt, tỏi băm, nước mắm và rau cần tàu cắt nhỏ. Thịt bò áp chảo với tỏi băm sẽ thơm và mềm phải biết. Nêm gia vị thêm rau cần, hành tây nữa là hoàn tất. Thật đặc biệt khi gỏi bò ăn kèm với mắm nêm. Mỗi nguyên liệu tạo nên món gỏi đều có mùi vị đặc trưng. Bò mềm, rau thơm, khế chua, chuối chát, mắm nêm mặn mà. Tất cả hòa quyện với nhau khiến ai nấy cũng phải phát thèm. Bụng đói về nhà mà ngửi thấy mùi thơm khi bà đang nướng thịt để làm bò đun bánh hỏi thì còn gì hạnh phúc hơn. Ướp thịt và mỡ bò với hạt nêm, sả, hành tím, đậu phộng, đường và ngũ vị hương. Cho mỡ lên miếng thịt và khéo léo cuốn lại. Xiên thịt vào que để sẵn sàng mang đi nướng. Từng xiên thịt được nướng trên bếp than thơm lừng. Mỡ chảy ra thấm cho thịt mềm và chín đều. Tiếng xèo xèo của thịt nướng đang hòa lẫn cùng tiếng kêu réo món ăn của bao tử đây này. Thịt bò nướng ăn với bánh hỏi vừa ngon lành lại còn chắc bụng. Rưới thêm ít mỡ hành thì thôi rồi, còn lâu mới có thể rời khỏi bàn ăn đấy nhé. Món ăn từ cải chua nổi tiếng và quen thuộc nhất phải kể đến canh bắp bò cải chua. Sở dĩ món này được ưa chuộng là vì sự hòa hợp tuyệt đối giữa dưa cải và bắp bò. Vị chua của dưa sẽ giúp khử mùi và cân bằng lượng mỡ trong thịt. Nồi hầm nhờ có chất men từ dưa cải cũng sẽ mềm hơn, thơm ngon hơn. Món canh có vị chua nhẹ của dưa cải và cà chua, hòa quyện với vị ngọt đậm đà của bắp bò là một lựa chọn lý tưởng cho ngày hè oi ả. Hay những hôm đi làm về mệt mà có tô canh nóng hổi đưa cơm nữa là bao nhiêu muộn phiền cũng sẽ vụt tan. Nhưng nếu no bụng lúc này thì thật là đáng tiếc vì vẫn còn rau muống nhúng mẻ bắp bò chờ bạn trên bàn tiệc. Với món ăn này, ngoài rau muống, đầu bếp Trần Thái Bảo còn chuẩn bị thêm khế, cà chua, hành tây tím và hành lá. Giờ thì phi thơm hành tím, thêm nước dùng nấu cho sôi lại, thêm mẻ và nêm nếm gia vị cho ngon, thật ngon.
Nồi lẩu nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây rồi. Những cọng rau muống vừa chín lại đậm vị chua ngọt, ăn kèm một miếng bắp bò mềm béo nồng nàn. Không biết các bạn thấy thế nào, chứ ekip của chương trình thì thấy ngon lành và no căng cả bụng. Buổi sáng bỗng nhiên thèm ăn hủ tiếu bò kho mà lại làm biến ra đường thì phải làm sao đây ta? Đừng lo, đầu bếp sẽ hướng dẫn bạn cách làm món này ngay tại nhà luôn nhé. Sả đập dập cắt khúc, cà rốt cắt lát, đập dập gừng, mang thịt bò đi cắt nhỏ vừa ăn xong thì ướp ngay với sả, gia vị nấu bò kho, hành tím băm, tỏi băm, gừng, tiêu, muối, thêm chút nước tương nữa là hoàn tất phần ướp thịt. Chờ đến khi thịt thấm gia vị thì xào chung với khoai tây cắt khối, thịt vừa săn lại cho tiếp nước dừa. Nấu chọt khoai mềm thì vớt ra đem đi nghiền nhuyễn, rồi cho lại vào nồi nước bò nấu sẽ có được độ sánh sệt hấp dẫn như thế này. Thả tiếp cà rốt vào nồi, nấu cho đến khi vừa chín tới là xong. Giờ thì lấy hủ tiếu cho ngay vào tô, chế nước bò đóng hổi lên, đậy nắp lại chờ trong 3 phút là sợi hủ tiếu chín. Múc thêm thịt bò, cà rốt, rắc xíu rau thơm, ớt, lá quế là dùng ngay cho nóng. Sợi hủ tiếu trong, dai dẻo, cà rốt sưng sực, miếng bò mềm dịu, húp một muỗng nước thơm béo nữa. Cảm nhận ngay sự đông đầy à nha. Bò nướng muối kiến hẳn là một cái tên lạ. Nghe qua thì có vẻ nhiều thực khách sẽ e ngại, nhưng các bạn tin đi, nếu đã nếm qua hương vị này một lần thôi, chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên. Thịt bò phải được cắt thành bảng to như thế này. Gia vị ướp bao gồm ớt bột, tỏi băm, sả băm, muối. Trộn đều tất cả lên rồi ướp vào thịt cho thấm. Bí quyết cho những miếng thịt này đặc biệt hơn chính là đem phơi một nắng hoặc để thịt nghỉ từ 1 đến 5 tiếng. Ta-da! Giờ thì xếp đều những miếng thịt này trên bếp than hồng. Xèo, xèo, cứ thế nướng cho vàng đều hai mặt nhé. Chào ôi, các bạn có ngửi thấy mùi thơm chưa nào? Hấp dẫn quá đi mất. Món ăn sẽ tròn vị khi thưởng thức cùng muối kiến rang thơm. Thịt bò chắc ngọt nhờ phơi một nắng và thơm hơn nhờ gia vị thấm đều trong từng xớ thịt. Nhấm nháp một miếng thịt bò chấm với muối kiến sẽ kèm thêm vị chua nhẹ, đồng đồng, cay cay. Xem nào, ôi, giờ thì hiểu vì sao lên Gia Lai là nhất định phải thưởng thức ngay bò nướng muối kiến rồi nha. Xắt bò thành từng miếng mỏng, ướp với chút gia vị, sau đó xào thơm với hành, tiêu xanh. Cho thịt bò đã xào vào ống tre đã được rửa sạch. Bịt kín đầu ống tre bằng giấy bạc. Nếu bạn không tiện bắt bếp than thì cũng có thể đốt lửa lớn với cồn để nướng ống tre. Khi ống tre cháy xém, hương thơm của ống tre sẽ thấm vào miếng thịt bò thơm mềm. Chấm thêm một chút muối ớt xanh để món ăn thêm tròn vẹn nhé.